Chào các bác, tôi vừa đi lấy hàng về này. Vừa đi lấy hàng về để hôm nay chủ nhật, ngày mai sẽ đóng gói những cái đơn hàng này gửi đi cho các bác. Tạm thời tôi bỏ ra đây nha, xong rồi giới thiệu sau cái phần bên trong cái hộp loa này nó là cái loa gì. Thực ra tôi bật bí với các bác một tí là bên trong này nó là một cái bộ loa cho thợ bẫy chim sẻ chuyên nghiệp ấy. Anh em dạo này xài cái hàng này cảm thấy rất là ok rồi, thì cứ người nọ giới thiệu người kia, anh em bạn bè này mua cho nhau. Thì toàn bộ đây là cái mẫu này, tôi bỏ hết ra bàn thôi đấy, sẽ mở ra cho bác xem. Toàn bộ là thứ hai này sẽ gửi cái nâu này đi. Còn đây là cái loa bát, cái loa bát của cái loa chính của nó thì chúng tôi tháo ra rồi. Sau đấy khi mà gửi hàng cho bác thì sẽ cho vào, bởi vì nó còn nguyên đai nguyên kiện như này. Đây cái loa bát của cái bản loa cũ, 5 ohm, 4 ohm, 5W. Đây là cái loa, đây là cái loa E76. Nhưng mà cái bản loa chính thì chúng tôi đã sửa lại rồi. Ở bên trong nó là như này, bỏ ra các bác xem, vẫn là một cái điều khiển của nó như này. Đã được cấy thêm 2 con chét. Cái bộ này là bộ 2 con, cho bác đặt 2 con đây. Được lối qua một con thạch anh. Con thạch anh là con nhỏ này. Mình có nghĩa là như này thì mình chỉ sử dụng cái bên mạch của nó bên trong này thôi. Còn cái loa bát thì đã được tháo ra rồi. Loa bát thì chúng tôi tháo ra rồi để cho nó giảm bớt cái độ nhẹ. Cái điện tích của cái check này nó ăn rất là ít luôn. Tiêu hao điện năng rất là không tốt. Cho nên là bao xài các bác là tẹt ga luôn. Vẫn có cục sạc của nó. Có nghĩa nó vẫn nguyên như một cái bộ đai nguyên kiện. Chỉ cộng thêm cái check này vào thôi. Cộng thêm cái check này vào cho các bác đam mê về cái bộ môn chim sẻ, gọi là cho thợ cơm gạo ấy, thợ kinh tế là chính. Còn tôi tư vấn rồi, thợ nghiệp dư thì các bác chẳng cần đâu. Nhưng mà nghiệp dư có nhiều kiểu nghiệp dư. Tôi cũng là nghiệp dư, nhưng mà tính của tôi thích là đi bẫy là phải được. Mình phải được nhiều mới sướng. Còn được ít thì nhiều khi đi bẫy cũng chẳng được, cũng chán. Thì đây là bộ mà tôi giới thiệu là ngày mai là sẽ phải gửi hàng đi để đảm bảo được cái hàng đến nhanh nhất cho các bác. Bây giờ sẻ về múa thì con đứa già rồi, rất là khôn. Nó sẻ sẻ nó gần như là nó khó bẫy lắm rồi. Chim thì rất là nhiều. Đây là cái bộ bẫy chim sẻ, bộ loa. Ngoài ra, ngoài cái bộ loa ra thì chúng tôi còn cung cấp cả cái xào bẫy cũng như là keo bẫy. Đây là keo, tôi bỏ một chút ra đây để làm mẫu thôi. Keo được gói trong giấy chống dính như này. Còn nói về keo thì nó cũng khó tả lắm. Màu sắc thì các bác thấy thôi, màu pha trộn giữa màu đen với cả màu xám, nó ra cái màu trung gian giữa màu đen màu xám như này. Còn bộ xào bẫy thì đây, xào bẫy đây, xào bẫy 3 đốt, xào đơn, xào V, V thường, V kép, rất nhiều mẫu. Các bác đặt mẫu nào chúng tôi sẽ gửi đi mẫu đấy, tùy theo nhu cầu sử dụng của các bác. Tất cả giá cả cập nhật thì các bác alo trực tiếp hoặc là theo dõi kênh, vì cũng có những video tôi công khai giá đấy. Các bác theo dõi rồi mua hàng thì ủng hộ bên chúng tôi. Chọn bộ sản phẩm thì nó chỉ hơn 1 triệu thôi, cả loa, cả xào, cả keo, nó không quá nhiều đâu. Đấy, đảm bảo cho các bác chơi giải trí, chơi vui là chơi được hết, hoặc là chơi tham khảo và chơi kinh tế các thứ thì các bác cứ tìm hiểu xem ưng ý thì các bác qua video thì các bác mua hàng thôi. Tôi sẽ cất vào đây, lại đây ngày mai buổi chiều nay kiểm tra test lại một lần nữa rồi đóng gói chuyển đi cho các bác thôi. Ngày mai gửi được 6 con cho các bác.
toàn bộ nó vẫn là bên ngoài này thôi, nhưng mà bên trong là đã được chỉnh sửa đây rồi. Để cập nhật mua hàng các bác điện thoại, số điện thoại tôi ghi bên dưới nhé. Chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video giới thiệu sản phẩm sau.